Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian, đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi chớ sợ lo gì. Chớ sợ gì. Sẽ ở cùng cả con cho tới tận thế. Mỗi ngày cho tới tận thế. Ta sai anh em đi khắp nơi, đến với muôn người, xin dạy cho muôn dân tuân giữ luôn điều ta đã truyền. Ai nghe và chịu phép giữa tôi thì đường cứu rỗi. Tin mừng ai cha, nhờ tin danh cha và tin ta với Chúa thánh thần cùng Chúa Ba. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian, đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Ra đi chớ sợ lo gì. Chớ sợ gì. Sẽ ở cùng cả con cho tới tận thế. Mỗi ngày cho tới tận thế. Ta sai anh em đi khắp nơi, nói với muôn người con xin ra đi. Lời tiên tri xưa đã chép ra rằng đấng cứu độ ơi sẽ trên nhục hình sau phục sinh vào cuộc sống mới. Tin mừng ai cha, để cho muôn dân từ muôn nơi lãnh phúc nước trời cùng Chúa Ba. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian, đi loan truyền bình an. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi chớ sợ lo gì. Chớ sợ gì. Sẽ ở cùng cả con cho tới tận thế. Mỗi ngày cho tới tận thế. Ta sai anh em đi khắp nơi, loan báo nước trời. Con xin ra đi. Quyền năng nơi cha đã phó trao và ta lãnh vào. Con xin loan tin luôn ban tuôn trào trên người nào truyền dạy chân lý. Vâng, tin mừng ai cha, để trong gian nguy còn ra đi không hãi lo gì. Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp thế gian, đi loan truyền bình an. Này
Này ta sai các con hãy đi. Này ta sai các con hãy đi. Hãy ra đi chớ sợ lo gì. Chớ sợ gì. Sẽ ở cùng các con cho tới tận thế.